không kịp. Cắt tới đồng là bán không kịp. Đúng rồi. Mình chẳng này mỗi hộp thôi mà. Mỗi vô hộp thôi. Nó chạy nước thì em anh. Sao không? Nào để lâu á nó mới chạy nước. Dưa leo á, tại có dưa leo nó mới chạy nước. Nên mình là một ít muối. Dạ. Với lại ớt, tỏi. Ớt, tỏi rồi. Dưa leo, rau găm. Tắt để cho nó chua chua vậy. Đúng rồi. Tại vì ché nó có chua, có khi nó không chua thì bỏ thêm. Có người người ta xin thêm nữa, xin tắt thêm nữa. Hộp này là hộp 50. Đầy đủ 50 đấy hả? Coi. Hôm nay kênh GoFood sẽ giới thiệu cho các bạn một xe đẩy nem chả ché nha các bạn, của công nghiệp máy trên đường Nguyễn Thường Thiền. Cô chỉ bán vỉa hè thôi nhưng mà rất là đông khách. Cô bán đã được 45 năm rồi. Cô là người dân Long An. Trên đường Nguyễn Thường Thiền này thì ba chị em cô bé, cô Nga, cô Nguyệt bán trên con đường này. Cũng gần gần nhau thôi các bạn. Đây là chả. Chả màu này là chả bò anh. Chả bò đúng rồi. Chả bò là nó có ngoài màu chín hơn tí, lá chuối chín hơn tí. Đây là chả heo. Đúng. Chả heo mình gọi là chả lụa anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đậu quế. Đậu quế. Đây là ché. Ché. Ché đây các bạn. Cô bán là mỗi thứ gần mấy chục tí, gần cả trăm tí. Mẹ trộn, trộn con hai cái ché rồi. Đang trộn cho em hai cái ché. Này nem, rồi này là ché. Dạ đúng rồi, ché. Heo ché này là gì vậy? Này là nem luôn, là một thứ của nó. À, là anh cắt ra, anh bỏ ra bán hả? Còn cái này là cũng là ché luôn. Ché rồi. Dạ, cái này cũng là ché luôn. Bán của cô Nguyệt đây các bạn. Mình em chả ché đây. Rất là nhiều loại. Đó. Trên đường Nguyễn Thường Thiền 413. Đặt menu đây các bạn. Là hai anh nó lấy hàng của bán ngay chợ Thủ Đức. Dì Nguyệt lấy ché rồi tem chả về bán lại ở chợ Thủ Đức. Ngay chợ Thủ Đức. Dì Nguyệt là ngày gì bán mấy chục ký không dì Nguyệt? Ngày bán cũng nhiều mà tại vì nhờ xuống nhiều chứ bò người ta con nhỏ nó lên mạng nó bán cái hộp giống vậy đó 250 ngàn mà ăn dục tại đây luôn mà dì Nguyệt bán 50 này nhờ dì Nguyệt nhờ xuống nhiều. Như một cây Nguyệt lại ngàn ngàn vậy đi. Một hộp lại 5 ngàn, dưa leo, tỏi, ớt, rau răm chỉ là còn 2-3 ngàn. À. Nguyệt bán mấy năm rồi vậy Nguyệt? Bán bò nhiều lắm á, 4 mấy năm rồi. 45 năm không Nguyệt? 45 năm. Vì Nguyệt bán tại chỗ này luôn chứ hay gì? Đây, đường Nguyễn Thường Thiền. À. Hồi đó là đẩy đi, rồi sau này lên được mạng rồi mới kiếm chỗ đây ngồi đỡ tạm tới cứ mướn mắt lắm, 45 triệu ra. Rồi trên con đường này là ba chị em như người bán hả? Ba chị em ba xe. À. Đó là ba chị em đẩy đi hết. Dạ. Từ lên chị lên mạng tới giờ là mấy chị em đứng làm bán. Như Nguyệt mình là người miền gì vô Như Nguyệt? Miền Tây. Miền Tây hả? Còn tưởng miền Trung chứ? À, người ở Long An, Tân Trụ. Rồi mấy giờ gì đẩy xe đây bán gì? 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm.
Rồi gì bán mua gì chịu nổi không? Sao không thấy không gì không nghỉ giờ nào vậy? Đau đầu á, nằm hoài đó, mới nằm mới đi á. À, rồi có con cháu ra phụ hả? Chủ nhật thì cha con nó lên làm. Dạ. À, còn mấy người kia thì phụ giùm cho được như cho người ta phụ giùm thôi. Dạ. Vì cái giờ khách tới là giờ nào là đông vậy? 5 giờ. 5 giờ chiều hả? Đông lắm hả? Bán không kịp luôn quá. Ừ. 5 giờ, giờ này vắng. 5 giờ người ta đi làm về, người ta tụ lại mua. Với giấc tối á, ta phải ăn liền. Là anh đang làm phần gì anh? Đầy đủ hả? Đúng rồi, 24-7 rồi. Phần này người ta gọi phần gì anh? Đầy đủ hay sao? Đó, cơm bò á. Cơm bò. Cái này mình chấm muối ăn thôi hả? Đó đúng rồi. Ra làm đầy đủ hết chứ khỏi cần chấm muối gì à. À, ướp gia vị rồi. Đúng rồi, đầy đủ. Chạy luôn em. Thì bán mấy chục ký tỏi gì? 10 ký tỏi là từ sáng tới tối luôn á. Mẹ ơi, bôi hết lời 440 mà. Đây là người con của Nguyễn Nguyệt ơi, chủ nhật là anh hay lên phụ bán ở đâu nha các bạn. Năm thì mấy người đó bán cũng 6-7 năm rồi. À. Nem không hay có chả không chị? Ché mình sao bóp nhuyễn anh? Đó. Ché sao mình bóp nhuyễn hay anh? Bóp nhuyễn cho dễ ăn anh. À, chứ không phải để cục như chả ăn luôn hả? À, tại vì á, nó nói vậy nè, nó chua nó sẽ dài hơn. À. Nó dài hơn, mình bóp nhuyễn á, mình trộn nó ăn ngon hơn, để một cục vậy, cục ăn vậy, để mình chấm vô ăn không ngon mà trộn. Trộn đúng đúng, trong cái ké là gồm những thành phần nha. Cái đó hỏi mẹ em cũng không biết. À. Em mới bán cho mẹ rồi. Con Nguyệt, cái ké ở trong đó là có gì trong đó con Nguyệt? Gỏi tai heo. Gỏi tai heo. Củ ghiền. Củ ghiền. Có gì nữa con Nguyệt? Tiêu. Mè, đồ trống. Mè. Củ ghiền, đồ trống. Xe nem chả ché của con Nguyệt thì cũng đơn giản thôi. Đây là gần dưới gốc cây xoài thôi các bạn. Đó, dưới gốc cây xoài là có những xe của cô rất là trang trí rất là nhiều đồ. Ổi mì là đầy đủ bên trong này mì. À. Là con mì muối. Ừ. Rồi chả bò. Đeo bao tay vào làm cho
sinh tí rồi con mẹ. Đó là chả bò đó. Giờ là chả quế. Chả bò. Heo á. Này nem chua. Thích nem chua. Con thấy nhiều đó con Nguyệt. Rồi, này ổ này là đặc biệt. Nhiều nem nồi ché cô Nguyệt ha, bỏ chặt cái ổ bánh mì luôn à? Không, là của người ta là một cây bò một cây nem là hai chục. À, là con mua, con mua là đặc biệt hơn hả? Ừ. À, là chỉ có con mua là đặc biệt hơn thôi. À. Có 3 xe thôi, là 3 chị em của cô Nguyệt hết các bạn. À, cô bé, cô Nguyệt với cô Nga. Ba cô, 3 chị em. Mình đến đường này thì mình mua cô nào cũng được, cô nào cũng vui vẻ hết. Có không? Cho bịch muối tiêu ăn. Đây là con đường Nguyễn Thường Thiền các bạn, quận 3, phường 4, quận 3. Đó có cái xe nem trái của cô Nguyệt, nem ché. Đây, xe của cô Nguyệt ở dưới góc xoài. Nó rời ra nó rời ra rồi.